Hello, chào mọi người, hoan nghênh đã trở lại với kênh của cô Ba Quyên Đài Loan. Thì hôm nay con sẽ giới thiệu với mọi người về một cái món ẩm thực của Đài Loan gọi là xôi mặn. Thì tiếng Đài Loan kêu là vũ phan. Và đây là những cái nguyên liệu mà mình cần phải chuẩn bị nhé: nếp, hành phi sẵn. Và cái này là thịt ba rọi. Thịt ba rọi thì cái này nó có mỡ một chút, thì mình ăn phải vừa có nạc vừa có mỡ. Thì má cô có chuẩn bị ở đây một cái miếng thịt nè, nó hơi nạc nha, gọi là cái này thịt bắp của nó. Xôi nếp thì nó cũng giống như cái xôi mặn ở bên mình đó mọi người, nhưng mà chỉ có là cái cách làm, cách nấu của nó thì nó khác một chút vậy thôi. Xào lên vậy đó. Còn ngoài ra còn chuẩn bị thêm cái tôm khô này nè. Cái tôm khô này kêu bằng con tép ha. Cái này là cái miễn sàn á, ở bên Tông Càng á, Cao Hùng nó có một cái Tông Càng gọi là cái gần biển á. Thì cái loại này là cái đặc sản của cái tỉnh Tông Càng đó. Tôm tép, con tép. Tép mà gọi là tép rí của mình ở đây kêu là yên hoa sa nha mọi người. Mình không kêu, hình như là bên Việt Nam mình kêu là tép. Khi đã nếp, đã rửa xong á thì má chồng Nguyên nói là 6 lon gạo là chị học. 6 lon gạo là 5 chén nước. Đo thử nha. Bỏ vô nồi nấu. Nồi mì thì nước sạch. Nấu nếp là phải nước hơn là cơ gạo nhé. Thì bây giờ má chồng mình đang rửa nấm đông cô, cắt nấm đông cô. Cái nấm cô nó nãy mình ngâm một cái nước nóng á, nó mềm rồi nè. Nấm đông cô khô bây giờ mình sắc nó nè. Chốn mà cô hơi tiện. Chốn cô hơi tiện tiện. Có thể nói cái đó chừng 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 nhưng tiếng cai hồ dịch bao để chua chua đằng sang là giang sẽ đi bè bè lấy trong xe giang đi chịu cua sai mỏ thấy giang này thấy giang à đi đó con ăn chua à cho nó ra cái mùi thơm. Cho một miếng nước tương vô rồi đó mọi người, chế miếng nước. Sau khi đổ nước tương, bỏ nấm đông cô vô thì bỏ cái con tép vô. Bỏ tép vô xào nha mọi người. Đó. Xào. Bỏ tép vô xào. Chuẩn bị hung chua. Cho một ít đường nha mọi người. Wow, cái mùi thơm nó lên rồi mọi người ơi. Thơm quá. Wow, hấp dẫn chưa mọi người.
rượu vô cho nó không có cái mùi á. Một miếng hủ treo tiêu, thịt một miếng tiêu và tiêu sọ nha mọi người, xào đều lên nha mọi người, trộn đều lên. Dặn lửa nhỏ thôi, cho một chút bột nêm vào, chế miếng nước vô. Rồi vớt lên nha mọi người. Còn nãy tiền hay sao? Nãy tiền. Cho nó sạch sẽ. Chị ạ, chị yêu công toàn. Chị ạ, cà chị thấy mà. Dạ, chị mà bị xe. Má chồng nói là lúc mà nấu nếp á là phải bỏ một chút xíu muối vô. Chứ không thôi bây giờ mình xào cái này nó không đủ mặn. Rồi quá trời luôn nè. Sắp tăng này nè quá chồng à. Quá chồng. Để chèo không để tăng à. Sợ má chồng mình mệt mới bệnh mới hết á, mình nói nặng lắm để mình làm cho bé nó muốn ăn là không có nặng đâu. Dính rồi là con ơi. Nó chưa hiện tại suy, hiện sơ tại trong suy. Trong suy là hôm, bố hôm dạo đến chân đi. Nó xịt rồi. Có lại tay có một khoai để xịt. À tới nó chơi chuyện đấy rồi á. Thì để nó lo về hiệp à, nó phải chọc treo ở đây hiệp à. Rồi, nó cái hãy mê ở sổ. Nó xịt rồi, nó xịt. Mà chơi xa là cho rồi. Quay được không? Quay à. Ủa sư bố ơi, chủ nó cần nô mày nha. Như dù sao bố chủ nó nô mày. Cái này dù nhanh chứ không? Chủ nó á. Chủ nó á. Nó phải xiên. Ồ. Nó dùng lửa tôi. Hồng chung. Hồng chung là nó được. Sao bố sao chú sao? Hồng chung à. Hồng chung là. Hồng chung là. Hồng chung là. Hồng chung là. Hồng xong rồi đó mọi người sẽ nếp, bây giờ mình bỏ vô cái nồi tên cô á, mình hấp lên nữa là đây ông này chỉ biết tên này thì đã tên này thì đã nhất không biết được không chưa không chưa nhỉ, bỏ vô nồi tên cô nhỉ, chưa 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 nhỉ, xong rồi đó mọi người, đơn giản không? Giờ đợi cái nồi tenko đó mình hấp lên một lần nữa là được rồi. Cái xe này không em? Không là nó hiếu khùn. Ủa nó khẽ cho cua à?
Bây giờ Quyên làm cái món gỏi cuốn. Đây mình luộc thịt nha mọi người. Con xoài hay không ra tôi. À, đi chơi cái quay được sao? Được, được, không sao. Có phải ăn chén lá thử nhá thử. Được rồi. Đây là thịt luộc, nó là Quyên luộc bún. Rồi bây giờ là Quyên làm cái món gỏi cuốn Việt Nam ha. Mùi miếng rượu, miếng muối. Thấy là cho cái thịt của nó không có cái mùi mùi tanh tanh của mùi thịt heo á. Cái này luộc bún nha mọi người, nước nó sôi mình bỏ vô mình luộc ha. Cứ làm cái chuyện tan ra xà xà cho thêm xưa. Luộc bún nha mọi người. Trong thời gian đó thì Quyên sẽ rửa rau. Luộc chút xíu thôi, mình làm có vài cuốn cho mình ăn thôi, không có nhiều. Rửa xong rồi, vớt cái bún này ra, vớt cái bún cho vô ngâm miếng nước nha mọi người. Thịt, cái nồi thịt của mình nó cũng sắp sôi rồi đó. Em cho cái phần bún thôi. Đi. Rửa thêm vài nước nữa nha mọi người. Tại vì Quyên nấu ít cho nên nhà ăn chút xíu này thôi, không có nhiều. Vô đây thôi mọi người, đây bún thôi. Rửa nhiều nước thôi. Cái này có chai nước mắm thì nó chín luôn. Chứ xưa nay theo ta theo nay cơ bố sử dụng cái xẻo lưu cô sư công sản mà ta sẽ thông nay theo. Được. Không có ớt mọi người ơi.冰水啊。Sang dụ là này quên mà mai sang dụ.
Chú Duy đánh tên cho nó máy để nè. Nó cơ này trọng. Chú Duy đánh tên được mà. Bữa nay thì Quyên sẽ làm cái món gỏi cuốn cho má với ba má mình ăn ha, ba má chồng ăn. Thì đây là những thứ mà Quyên đã chuẩn bị rồi nha. Rau xà lách nè, rau răm nè, với lại húng lủi à, với lại rau quế à, nước mắm thiếu ớt, chồng mình đi mua ớt rồi lát mình bỏ vô ha. Để đây là thịt luộc. Thịt luộc cái này là dưa leo à, bún rồi. Cái này là Nguyên ra quán Việt Nam mua đó mọi người. Để đây đó. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái dĩa. Cái bây giờ nước gỏi cuốn, nói chung là Quyên cũng không biết cuốn lắm nhưng mà hơi kệ, làm đại đi mọi người, ăn đại cũng được ha, chút xíu này chút xíu kia thôi. Bỏ vài miếng thịt lên. Mọi người thấy Quyên cuốn được chưa? Đó. Dạo này cái nghề nó hơi cứng tay một chút rồi đó mọi người. Mấy bữa không có biết làm. Đó. Bây giờ mình cũng tập từ từ mình làm cũng ok rồi đó. Cuốn lẹ lẹ cho mọi người nó ăn. Dâu mình nó đói bụng rồi. Này, như này. Phải nhanh tay lẻ chân mọi người ơi, không nhanh tay lẻ chân nó hả là nó khô liền. Cho miếng dầu, miếng mỡ với miếng thịt đi. Đó, thấy chưa mọi người, dạo này mình cuốn cũng hơi siêu một chút rồi đó nha. Nói chung là làm cái này càng làm càng có hứng thú nha mọi người. Đứng mỏi quá lấy cái ghế lại ngồi nha. Mọi người ơi, nhà hết ớt, chồng mình đi xin ớt. Chùi xin ngồi cho nó khỏe mọi người, đứng mỏi chân quá. Nè tỉnh sơ tỉnh nha. Đài Loan á, họ không có thích ăn rau sống nhiều mọi người ơi. Giống như cũng có những người người ta thích ăn, như chồng mình thì thích ăn lắm. Có những nhà người ta chưa có quen á, người ta sợ ăn rau sống nó
bệnh mà không sao, từ từ ai cũng vậy. À, đi ra đường thì đương nhiên là nó sẽ có những cái thói quen khác nhau, giống như nhiều lao động mình sang đây lâu rồi thì ăn nhiều khi ăn những thức ăn đài cũng không quen, nói chung là vậy. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ là Nguyên cuốn mất là nhuần nhuyễn rồi đó mọi người, cũng cực kỳ nhuyễn luôn rồi đó. Không ăn thì làm gì thế thì thôi. Mới hết mát. Em đổi lại một chiếc nha. Tại chung à? Đừng tờ tờ lạc tập khô rồi. Anh ấy đi màu, dùng màu xem đi đeo. Chế cơ đồ nào chăm, chăm ít chung à? Chia sử gì khơi. Anh chị chăm. Chăm chung. Chế là chế là chăm hiếp luôn rồi chạy. Đấy ai có lũ hồn chạy. Anh chị ấy đó. Chung à thổ tàu lúc xài rồi. Nó. Chăm cho hào rồi. Nguyên nó cơ thổ tàu vô hình chí phận. Anh nó cơ xa sử bị giao thiện quá. เขาก็ไม่ได้เลยเบอร์ใช่ต้องการจังเบานะก็มีต้องการจังเบาไทยตาเพอหน่อยซื้อจะ比较密小小嗯好点这个比较爽口嘛夏天比较不会那个回去煮看看主要是你调那个味料罗拉的豆油味嗯它这叫好椒啦好椒啦我香个汤啊 啊，香油、香油，这么点。五香粉。啊，老师是用五胡椒啦。其实我看伊咧掺掺，介就胡椒干嘛咧，介有一个汤。加汤啊。那哪一个？是等等，是哪几个的？嗯。我买汤了吗？嗯，我买汤够吗？够了吗？打这个假币。
Nó chọn phải mình đứng. Mấy tôi hay có tôi chụp. Má mình lấy nước nước ngọt cho mình uống. Như miếng thịt, miếng như leo, miếng dao. Rồi không có bún thì sao? Kệ nó đi ha. Chơi một cuốn thịt với dưa leo thì đi nọ ha. Mình ăn. Vậy là hết nửa đó bún của Quyên rồi đó mọi người. Không làm cho gia đình ăn nếu cái mình làm ít ít ha. Cũng không có làm nhiều. Ăn vậy được rồi. Xà lách nhiều đi. Cái này mình ăn xà lách nhiều Quyên. Mình ăn rau không, mình ăn dưa leo không, không bún luôn mọi người ạ. Má chồng mình tắm xong rồi đó, ngày nay phải đi với mình lên để chung cho nên mình tranh thủ tắm sớm. Chưa hết thịt luôn nha mọi người, đúng này là đặc sắc luôn á, thịt nhiều đó, thịt với rau thôi. Thịt rau xong rồi đó mọi người. Bị liệu khám chán hết rồi, mình phải bỏ cái bịch bột lại để lần sau đấy.
cho mọi người nhé. Còn bây giờ đây nè là những cái gỏi cuốn của Quyên, ăn với nước mắm ớt hoặc là nước mắm không cay nha mọi người, nước mắm cay hoặc là nước mắm không cay. Cho mọi người xem nhé. Đây mọi người xem cái món gỏi cuốn của Quyên ha, đẹp chưa. Và đây là cái món xoài nếp má chồng dạy Quyên làm. Xin cảm ơn mọi người đã xem.